Xin chào các bác, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn và cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm tiếp theo của chúng tôi. Đó chính là cái lan thạch hộc và lan hoàng thảo. Thì thông thường hai cái loại này thì hay bị lẫn với nhau. Vì một là cái lan thạch hộc thì có phân biệt, đó là dưới nó bé, trên nó to, thì gọi là lan thạch hộc. Cái đốt này bác này, đốt bé trên to là lan thạch hộc. Thế còn các đốt nó đều nhau như này thì người ta thường hay gọi là lan hoàng thảo. Thì hai cái loại này nó cùng một chi, vì vậy cho nên là người Trung Quốc người ta thường hay mua chung là cái loại này. Đấy. Tìm hiểu ra thì được biết rằng người Trung Quốc người ta mua về chủ yếu người ta cũng dùng để sắc nước uống là chính và cho vào vị thuốc nữa. Trong cái sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi cũng đã nói về cái lan thạch hộc và cái lan hoàng thảo này. Thì thông thường cái lan hoàng thảo này có tác dụng bổ âm, tức là nó có tác dụng là sinh như tân dịch, dùng để chữa những cái bệnh ví dụ như sau khi ốm xong mà thân thể gầy héo khô mòn thì nó có tác dụng là bổ âm sinh tân. Ngoài ra thì những cái trường hợp như bị khô khớp hoặc là khớp sưng nhức mỏi thì dùng cái nước này uống rất tốt. Quá trình thực tế thì tôi đã tham khảo qua một số người, người ta đã dùng cái lan thạch hộc và hoàng thảo này để dùng sắc nước uống ấy. Thì một số người có nhận xét như sau: những người mà bị bệnh trĩ, tức là nóng trong người, uống cái lan thạch hộc thì rất là tốt. Những người mà bị đau dạ dày, bị đại tràng, dùng cái lan thạch hộc để uống thì bụng rất là ổn. Những người bị táo bón dùng cái lan thạch hộc để uống cũng rất tốt. Đặc biệt là những người mà đau dạ dày thì dùng cái lan thạch hộc để uống sau một thời gian thì đã không còn đau dạ dày nữa. Cái lan thạch hộc này có một đặc điểm nữa là nó giúp con người bổ dạ dày rất là tốt. Bởi vì trong cái nghiên cứu của sách Đông y thì cũng đã nói là cái này nó vào ba cái đường kinh. Một là đường kinh vị, hai là vào đường kinh phế, và ba là vào đường kinh thận. Chính vì thế nó có tác dụng rất là tốt. Một số người dùng thì cũng đã phản ánh lại là trong cái thời gian dùng cái lan thạch hộc này thì sức khỏe rất tốt và không hay bị ốm vặt. Tôi thấy một cái sản phẩm rất là hay cho nên là đưa lên trên trong web của chúng tôi và cũng đưa lên kênh YouTube để các bác xem và có thể dùng thử. Cái lan thạch hộc này thì giá thì rẻ hơn một cân chè Thái Nguyên, nhưng mà uống thì rất là ngon. Nó có một cái vị thơm mát, uống hơi ngọt, và đặc điểm là không có một chất bảo quản nào hết các bạn. Chúng tôi chỉ lấy lan về rửa sạch phơi khô, các bác có về chỉ việc cho vào ấm và đun sôi lên thôi là uống cả ngày. Cái vị lan này đun lên rất là thơm, có một cái đặc tính rất tốt, đó là tăng cường sức khỏe, giúp các bác dẻo dai hơn. Và đặc biệt là những người mà hay ốm thì uống loại này rất là tốt, thì sẽ giảm được cái ốm và tăng cường cái sức đề kháng cho mọi người. Đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đã giới thiệu. Chúng tôi cũng đã đun cái loại này và uống rồi các bác ạ, nó rất là thơm và có vị ngọt nhạt. Tuy nhiên là cái này có một cái đặc điểm là không thể để qua đêm khi trời nóng được. Nếu mà các bác muốn để qua đêm thì các bác phải để trong cái tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh. Thì các bác có nhu cầu sử dụng cái lan này thì xin liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình nha các bác này, 0932340345. Ngoài ra thì trên trang web của chúng tôi cũng còn bán rất nhiều các cái sản phẩm khác. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu thêm các bác đây chính là cái trà giải độc. Cái trà giải độc này của chúng tôi thì được làm từ một số loại nguyên liệu chính như sau. Một là cái giảo cổ lam 7 lá, hai là lá đùng đũng, ba lá cựa gà, 4 là dây gan, 5 là dứa rừng, 6 là quả ngọt. Các bác muốn biết công thức của cái trà giải độc này thì các bác có thể truy cập trang web là hahuytoa.com tìm cái từ trà giải độc. Trong cái bài viết trà giải độc này thì chúng tôi đã đưa đầy đủ công thức cũng như hình ảnh tất cả các cái loại lá cây này lên, các bác có thể tự chế biến được. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi. Các bác hãy đăng ký cái kênh video này để luôn luôn được cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.